Mình chào tất cả anh em đang xem video của mình nha. Anh em xem video anh em nhớ đăng ký ủng hộ mình nha anh em. Thì bữa nay mới vô chim của anh em, vô con thổ võ sĩ anh em. Giao cho ông anh ở cầu vượt Tân Lý Hiệp. Thì sẵn đây mình nói luôn ha. Thì đây là con đồng kim nha anh em. Con này hiện tại là nó nổi cũng khá là ok, nhưng mà cái giọng của nó ít quá anh em nào chuộng ha. Thì cái giọng nó, anh em biết giọng đồng kim nó nhỏ á, nhưng mà con chim này khá là thần anh em, nổi khá là thần, nhưng mà cái giọng đó anh em không được chuộng ha. Thì hôm nay mình lên mình nói giá luôn nha anh em, nói giá công khai luôn ha. Thì con này giá 700.000, anh em nào nhanh tay thì bắt về ngay cái kiển anh em ha. Anh em mà cần clip gù của nó thì cứ kết bạn Zalo với mình gửi cho anh em xem nha. Thì bên đây thì con giọng thổ anh em, thì hôm nay thai lông cũng khá là hoàn thiện rồi, chim trắng tươi nha anh em. Hổm chim thai lông anh em chê, anh em không bắt nha, có 300 nghìn mà anh em vẫn chê nha anh em, vẫn chê luôn á, nói thiệt. Thì mình lên nói rồi, tiền nào của đó mà anh em nói chim thai lông xấu này kia không bắt này, thì anh em coi bữa nay nè, chim nó dạng rồi, thêm phần nó thai lông nữa ha anh em, ra tướng tá rõ ràng nha anh em. Đó anh em thấy chim không, một cò cũng khá là ưng ý luôn á anh em. Con này to con lắm nha anh em, con này hổm giờ gáy rất là nhiều luôn anh em. Thì nói chung mình cũng nói rồi anh em, bổi mà đánh không có clip á, hay cách mấy cũng 500 ngàn thôi anh em. Đó là sự thật. Bổi mà đánh clip mà không có clip á, là bổi từ tầm trung trở lên, chứ không có con nào dở nha anh em. Dở là mình thả hết. Như con hôm qua mình đánh bị chìm chết đó anh em. Con đó là bắt chín mình cũng thả anh em, mà chưa kịp thả thì nó bị chìm, nó chết queo rồi. Rồi anh em nào ưng hai con này cứ alo với mình ha. Em nhớ gọi nha anh em. Đây là con đồng kim ha. Con này giá 7 xị. Giá 7 xị nha anh em. Nổi khá là ok rồi, chim rất là thần luôn. Tại vì cái giọng nó ít có anh em nào chuộng á, nên chim nó cũng còn ở lại đây với mình hoài ha. Thì anh em nào có cần nghe gáy kiển hoặc là làm gì đó tìm anh em. Anh em cứ cần cứ alo mình ha, kết bạn Zalo mình sẽ gửi chi tiết clip gù nó qua cho anh em xem ha. Rồi con này hiện tại lên mình đang lại nói luôn anh em, thì con này thì mình bữa hổm là mình bán giá rẻ cho anh em mà anh em không mua, anh em chê. Thì hôm nay chim quá đẹp trai anh em, thì bỏ đánh clip 500 anh em, bữa hổm bớt cho anh em 300, không anh em nào bắt nha. Thì hôm nay hổm anh em chơi xấu, bữa nay người ta thay lông đẹp trai anh em, có một bộ áo mới anh em ha, đuôi dài ha. Một con bổi mà nuôi mà để có bộ đuôi dài gì là không phải chuyện đơn giản đâu anh em. Bổi mà nuôi để đuôi gì được là không phải đơn giản đâu nha. Con chim này khá là dạng rồi đó. Chứ bổi mà anh em thấy có bổi con nào mà về mới tầm gần 2 tháng mà để đuôi được đâu. Anh thấy không? Nó để đuôi ra thế này nè. Chim bóng hới. Bổi mà anh em kiếm về kiếm để đuôi gì hơi khó, đi lại gần là nhảy lục tục đó anh em. Với con này mới có 1 tháng, tháng 10 hoặc tháng 10 ngày lồng, hoặc là tầm tháng 20 ngày lồng nó lại, mà chim dạng rồi, nổi luôn nè, nổi căng luôn á. Rồi thì quay cho anh em xem chơi vậy ha. Nói chung lâu lâu cũng lên clip cho anh em xem, thường thường tay chim cũng đi đều đều anh em, tại mình ít quay. Rồi anh em nào cần hai con này cứ alo trực tiếp cho mình ha, kết bạn Zalo đi anh em đừng bình luận nữa nha, mình không có thời gian trả lời bình luận cho anh em thông cảm nha.